Vào chiều ngày hôm qua ngày 10 tháng 6, Hội đồng bầu cử quốc gia đã công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Và đáng chú ý là trong danh sách 499 người trúng cử thì có một cô gái người dân tộc Khơ Mú, năm nay mới chỉ 24 tuổi. Quang Thị Nguyệt sinh năm 1997, là người dân tộc Khơ Mú ở xã Mường Mươn, huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên. Cô tốt nghiệp ngành cử nhân công tác xã hội tại Học viện Phụ nữ Việt Nam. Hiện Nguyệt đang là hội viên Hội nông dân được biết sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Quang Thịnh Nguyệt thi đỗ vào học viện phụ nữ Việt Nam và đưa gia đình tạo điều kiện cho đi học. Sau 4 năm, Nguyệt tốt nghiệp ra trường với tấm bằng cử nhân chuyên ngành công tác xã hội. Ngoài Quang Thị Nguyệt, cô giáo nàng Sovi, giáo viên phân hiệu trường phổ thông dân tộc nội chú tỉnh tại huyện La Hợt Rai, Con Tum, sinh năm 1996, là đại biểu quốc hội trẻ thứ hai của cả nước và là người trẻ nhất ngành giáo dục trúng cử đại biểu quốc hội khóa 15, cũng là người dân tộc Brâu đầu tiên trúng cử vị trí này. Trong nhiệm kỳ quốc hội trước, chị Triệu Thị Huyền, người dân tộc Giao, là đại biểu trẻ nhất khi trúng cử ở tuổi 24.